Chào các bạn, hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trả lời hỏi chấm 1 sách giáo khoa trang 34 toán 6 tập 1. Đề bài có hai ý. Ý thứ nhất, viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 hay không? Vậy với yêu cầu này, yêu cầu thứ nhất, thì cách làm là chúng ta sẽ chọn ra hai số chia hết cho 6 rồi tính tổng của chúng và xem xét xem là cái kết quả đấy có chia hết cho 6 hay không. Bây giờ cô sẽ chọn hai số bất kỳ chia hết cho 6. Hai số chia hết cho 6 là, đây giả sử cô sẽ chọn là số 36 và số 72. Có rất nhiều các số tự nhiên khác chia hết cho 6, các bạn có thể lấy bất kỳ, không nhất thiết phải lấy theo cô. Sau đó yêu cầu thứ hai này, tổng của chúng có chia hết cho 6 hay không? Muốn biết tổng của chúng có chia hết cho 6 hay không thì chúng ta sẽ thực hiện phép cộng đúng không ạ? Do đó này, 36 cộng 72 sẽ bằng 6 cộng 2 là 8, 3 cộng 7 là 10. Vậy chúng ta được kết quả là 108 đúng không ạ? Và các bạn thử kiểm tra xem 108 có chia cho 6 không? Câu trả lời là có đúng không ạ? 108 mà chia cho 6, cô sẽ thực hiện ra nhé, để các bạn nhìn thấy nhé. 108 này chia cho 6, 10 chia cho 6 thì được 1, dư 4 này, 48 chia cho 6 thì được 8. Vậy dư 0 chưa đúng không ạ? Vậy thì 108 chia cho 6 được kết quả là 18. Vậy thì 108 có chia hết cho 6 đúng không ạ? Chúng ta trả lời là có chia hết cho 6. Vậy là xong ý A nhỏ. Đến ý B, cũng vẫn câu hỏi như vậy, nhưng lần này đề bài yêu cầu chúng ta là viết hai số chia hết cho 7. Hai số chia hết cho 7 là, ở đây cô sẽ chọn là số 49 và số 91. Do đó, chúng ta tiếp tục tính tổng 49 cộng 91 thì được kết quả là 100, 140. 140 thì rõ ràng là có chia cho 7 đúng không ạ? Được kết quả là 20. Vậy thì ở đây 140 cũng có chia cho 7. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hỏi chấm 1 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video giải bài tập sau.